Rồi đó, anh bật video đó. À, lên bật Tiếp tục, luôn. tiếp tục. Ok. Hai. Mặc đồ Ở vô trên em. chuồng tiếp. Khổ thiệt, đồ em chưa sửa xong. Lạnh não vậy? Sắp đẻ rồi anh ơi, sắp đẻ Từ đi, tập này tuần sau mới up rồi. mà. À, anh đừng làm thiệt các bạn chửi chết em luôn anh ơi. Chửi thúi đầu luôn anh ơi. Bạn về vô game ơi. Thôi đủ rồi, đi đi Đây. chơi anh ơi. Ok, được rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel game offline của mình á. Video này thì chơi game Ê bảy thiếu Survival em. với em Bình, với em Lì. Game Bình. Đây. Thế thôi. Rồi đi. Thế thôi. Rồi. Đi xuống dưới cái ký sinh trùng. Đi. Chừng nào ta? Anh nói với bạn like liền bây giờ luôn anh ơi. Đúng rồi đó. Trong thời gian chờ đợi thang máy khởi động. Các Mấy bạn bạn like đi. Mấy bạn like có đi. 3 giây để like. 1, 2, 3 hả? Rồi rồi rồi. Đâu Ơ rồi? nó đi đâu rồi? Nó Ủa mình chui dưới xây anh, nó chui dưới á. Mình xây 7 kỳ vậy? Ờ nó biến mất rồi. Hả? Nãy giờ nó đâu có là. Rồi. Rồi, anh sẽ cho em ký Trời. sinh trùng nè. Đây, anh Ờ sẽ vậy ký em vào bắt người em. ké rồi. Thôi để đây tìm nó lại tìm lại. Ủa mà sao bên xây cổng gì kỳ lại vậy? Ừ. Xây. Nó đâu nãy giờ nó đâu có đi đâu anh. Đâu phải do em. À ấy là nãy là sao chỗ này á hả? Ờ, đâu phải do em. Thì để em đi tìm nè. Mà là nó biến đâu rồi. Trời ạ. Cứu em con rắn anh ơi. Thôi thôi để từ 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 em gặp mấy cái chỗ ánh sáng trước nha. Khoan khoan, chọi vô người anh một cái ánh sáng này. Rồi rồi. Anh xuống dưới anh kiếm Anh đó. ơi. Kiếm 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 lại chỗ nãy anh, kiếm lại chỗ Ờ nãy đúng rồi anh. đúng rồi. Từ từ anh ơi, đừng kiếm, để em xây cho đàng hoàng cái. À, ok, thôi ở đây nói chuyện chút đi. Vậy để em đặt ống điện luôn anh. Ờ em đặt đặt ra hết đi. Cho đây nó đỡ mất công. Ủa mà sao mà cái bẫy gì mà nó chui ra được ta? Đâu có Không, chui đâu nó anh, động chắc thổ để quá mình anh. le nó đi anh. Le động thổ quá. Nó động thổ, nó biến mất hả? Rồi, ăn nói sao với các bạn đây? Dễ kiếm mà. Trời, tập chứ khổ lắm mới bắt được. Anh sao bây giờ quen rồi, quen quen rồi. Cho em mượn một cây súng nữa, súng điện anh. Đây nè. Đây nè, trước mặt anh nè. Đừng đừng có backup, đừng có đụng đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Giống như cái đại nhạc hội gì vậy? Qua đây, mình qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, đụng cái súng điện này. Đâu đặt ở đâu, muốn đặt ở đâu, muốn đặt kỹ hả? Ok, gì đặt ở đây. Rồi, ok. Được chưa? Nó giết hồi cũng được. Đi luôn anh, thôi để anh. Ok chưa? Đấy, nó giết Mấy hồi cũng con được. nằm lép đi. Để biết cúp cái này là. Xung quanh đây, đây nó ít ra 5 lít rồi mà. Nó ra nhiều quá, nó rối. Thôi đi anh, thôi anh. Đi ra. Khổ quá, để em xây cho đàng hoàng cái. Không sao cũng có đang em biết nhiều vậy trời. Ủa sao thấy càng ngày nó càng nhiều vậy? Đi xuống dưới kiếm nó em ơi. Kiếm lâu mà. Anh sợ nó biến mất nữa. Đi bên này à. Giết giết mấy con tào lao anh ơi. Bắn đầu á. Giết hết luôn anh. Em bị riết rồi, em bị nhiễm phóng xạ rồi. Từ từ từ, cô vợ, anh mặc đồ trước đi. Rồi tới em, mặc đồ trước đi.
chơi chắc nhất. Nó bắt đầu rồi. Rồi, mặc đồ rồi. Trời ơi, nó bay kìa. Trời ơi, ở dưới bay lên luôn, chơi thiệt. Thì ghê vậy. Dạ, kiếm đi, kiếm đi. Ok, ok, đây, 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 kiếm. Mẹ, nó có mấy cái bình nước nè anh. Cái gì? Bình nước của 5 led nè. Hả? Ở đâu? Ở người trong người em hay sao? Nè. Mà sao em có được? Ở đâu? Em đâu có biết đâu, em nhặt được cái túi nè. À. Nè quá trời nè. Ủa sao anh bắn thấy bình nước túi nào đâu trời. Chết bà, bị nhiễm chắc không sợ rồi. Nhiễm nhiều không anh? À, thử cái tay chi. Anh dụ sao cho nó vô cho đẹp đẹp xíu nhanh. Nhưng mà cái con đó nó không có rồi, nó biến mất tiêu rồi. Chắc có anh. Cứ chạy vòng chậm có. Anh hứa đồ, hứa đồ luôn rồi anh. Mày đang bắn nó hay chưa? Nè, mày đang bắn nó. Nó ra hơi nhiều rồi. Nè, lỡ em bị hư đồ em chạy vô luôn nha. Còn em giúp không? Không, sao. Chỉnh trời sáng xíu anh ơi. Vô luôn không, vô luôn không. Rồi em bị hơi đồ, vô luôn. Này cũng khó mắc, cái đầu mắc. Thôi chờ anh mới, coi chừng con kia. Trời ơi, ghét nhất là mấy con quỷ đó. Nói sao không anh? Không, anh nói là ghét nhất là cái con đó. Hết đồ ở mấy đường. Ôi chà. Mấy con đá lấy đồ đâm anh. Sao kỳ trời. Ôi. Thấy nó cũng gà ngẫu nhiên vãi tèo. Ôi, tẻ anh ơi. Thôi, đứng yên anh ơi, cho nó hết nồng đứng yên. Ủa mới đây mà trời. Em có một bộ đồ à. Thôi, anh bị nhiễm chắc không xạ rồi. Thôi, chắc về quá anh ơi, em có một bộ đồ à. Em về đi, em tự về được mà. Không về được, nó bị kéo hoài à, bực mình quá. Hay là về lại chỗ 7 đánh lúc thử coi tụi nó hồi ra. Tại lẽ nó đi. Không, tại cái hồi lúc em bên map em á, em chết nó ra xong rồi kiểu đi một hồi xong nó động thổ. Rồi mình quay lại hồi nó lên à. Cái gì quýt dữ vậy? Trời ơi, không dám hết trơn rồi. Trời ơi. Chết em à. Bạn đã bị kêu bởi mình. Tại sao? Bên mình chọt chết gắt. Ủa em đang chạy mà ta. Em đang chạy mà sao tự nhiên mình nó chọt hay trúng hay thiệt. Hay thiệt luôn á. Rồi đây là cái ký sinh trùng cho người em luôn. Bình nó ký kích cho người em rồi. Ký cái xuyên vô rồi. Tự nhiên em đang chạy mà nó chọt sao đứt thiệt luôn á. Ơi trời ơi. Đúng là chơi này cực thiệt chứ. Thôi em có cái thuốc tự tử không em? Uống vô tự tử luôn. Không có anh ơi, giết em chết đi anh ơi. Phương. Dạ. Giết em chết đi anh này. Yếu thế. Không chết luôn trời. Yếu thế. Nè. Yếu thế. Tại sao nó lại dễ bị hư đồ đến mức như vậy?
Có mod nào đỡ bị hư đồ không? Không có, nơi tìm quá trời luôn. Là do mình không có đồ xanh, mình xài đồ trắng thì mình chấp nhận thôi. Nói chung là cái ghe mình hút hết cái khô này luôn. Cái ga nó đâu có hết phải không? Dạ không hết, không hết. Nó cạn kiệt nó mới đã. Nhưng mà giờ thiếu rồi. Thì sắp mặt luôn. Khó quá mà. Chắc dòng nữa, một dòng nữa là mình thấy được. Không. Hết và lưu game luôn rồi. Đây còn mà anh. Phải thật. Đúng là nhờ hồi lúc trước farm kinh dị luôn. Hết rồi, hết lưu game. Em giữ rồi. Đây. Mấy anh làm gì làm đi. Bỏ vô trong này là mới chế được. Thôi nãy giờ uống quá. Đúng rồi, nãy giờ là bậy. Mà không về không được, không về đâu còn gì đâu chơi. Đúng rồi. Ngồi lại canh, kiếm một người ngồi canh. Không, cũng không thể nào một người canh được. Nó kéo lại. Thì mình là đi đâu phải bộ ba đi đây mới được, nó bị kéo. Không biết đâu mình đảo xuống lần 2 này mình gặp nó là sao. Nhưng mà là... em nghĩ là bay thôi chứ mà nghĩa là đúng. nó đụng thổ nó đi ăn sáng uống cà phê gì phải càng sáng uống cà phê. Nó đụng thổ nó đi tìm huyết thanh chấm với mấy con cái kia. Đúng rồi đó, mấy con đực kia mới đúng, con đó con cái mà. À quên, nó hơi lộn chút. Con cái rồi đi tìm huyết thanh cho con đực, thiếu một bước rồi, thiếu một chút xíu. Do mình không biết gặp bất ngờ quá. Kinh nghiệm đúng không? Gặp bất ngờ quá. Cái này này cũng lỗi kiểu... em chưa có đem cái tên cung nãy mấy anh hối em quá. Lỗi mấy anh chứ không phải lỗi em. Lấy đồ đại đi nha. Rồi xong rồi. Bây giờ em nào giữ đồ hết đi. Rồi ví dụ như ai hư thì chia ra. Mà là người đem theo hai bộ. Ok em hiểu rồi. Không giữ một người ra đỡ rối anh. Rồi thì xong một rồi người đó. Như, mình hư cái gì thì đem giữ nha. Một người mặc thôi. Mình lấy một bộ mình mặc thôi. Em mặc bộ metal trước. Rồi đem hết cái kho rồi giờ đem hết gia tài nhà mình lên luôn á. Rồi ok xong rồi nha. Đây xong rồi. Đây, giờ là phải đi. Ý, mình lấy cây phát sáng cho ta. Rồi ok, có luôn rồi. Đi, đường này là phải ăn nha. Ủa, mình không có cánh hả? À? Không, không chơi cánh. Ôi, nó xuất hiện đâu? Nó xuất hiện kìa. Đâu? Không có. Niềm tin. Em nói trước. Mình sao nó không ra ra. Hay là em đục bỡ hai cục đây được không? Không, anh nghĩ nó ăn sáng của một phê kế bên đây em ơi. Trời ơi, trời ác thiệt chứ. Sao anh, bị chói hả? Ừ. Yeah, anh chơi góc nhìn thứ ba. Ok. Ê, con kia tới anh kìa. Kỳ ghét với con nằm lét. Ê, anh bị con gì cắn chó rồi. Thôi anh ơi, em tới nè. Con Fugovia gì nè, phải tại vì ngồi gách áo, gách buộc hết rồi. Trời ơi. Cái con đó núp trốn ghê. Con đó nó ở dưới đất nó lên nữa chứ. Mắc hư đồ hết trơn. Anh mắc cái gì. Tối quá. Lên lại, rút lên. Rồi, xong. Đâu quá, thay đồ vô nha. Cái gì? Thiếu đồ gì không? Nó buông, nó cắn thấy ghê thiệt. Anh thiếu đồ gì không?
Được, anh đúng rồi. Ok. À, anh em vẫn chuẩn bị vô này với con Spino chứ. Cho anh cái pháo sáng vô người coi. Thôi quá. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đây. Trời ơi. Hai con lộc cả anh ơi. Mấy con này đánh bằng cây anh ơi. Bán chó thì đánh bằng cây. Đi đi. Rồi đi, mấy đi, con rồng này cũng đánh bằng cây luôn. Đi đâu, đi đâu, đi từ đường thôi. Rồi, đi ngược đường rồi. Quay bên kia lại, quay kia lại. Đây. Giờ cứ đâm sâu vô nha, giết hai con rồng trước anh. Rồi đâm sẵn vô nè. Đâm sâu vô. Giờ mình đi đường trên thử anh lại, anh Phương. Đúng rồi, đâm lúc vô. Đâm sâu vô anh ơi, đừng có níu kéo. Coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Níu kéo em hoài Phương. Quay, quay cái đầu, quay cái đầu chứ quay. Nó ra nhiều anh ơi. Thôi đồ nữa rồi. Quán chúng này. Giờ tìm thôi. Dạ. Để xíu nha em cài phím cái. Trời ơi mấy con chó nó hư đồ nữa rồi. Trời ơi đồ cùi ghê. Đây này. Đề nghị ở những tập sau chúng ta nên bắt những cái con cóc đi mọi người. Dạ, cho nó ra nhiều quá khó chịu quá. Đi 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 này. Đi dưới anh. Đi đường dưới, đi đường dưới. Khoan anh gách quần nữa rồi. Đây đây, quần nè, quần nè. Có rồi, có rồi, có rồi, anh có đèn thủng. Đi bây, đi. Đi đường dưới, hồi nãy đường trời trên nè, giờ đường dưới. Trời, có phát sáng nha người anh. Anh đâu anh Phương? Dưới chân nó để đầu mình, nó đầu. Nè, đây nè. Sáng nè. Đi ra, đi ra chỗ rảnh đường cục rồi. Nó sáng nè. Con không? Anh con nè. Cắn cái đầu mà chỉ cắn. Đi đi anh. Đâu bình không? Đi đường dưới, đi đường dưới. Đâu phá sáng đâu cho em nữa. Cắn cái đầu mà chỉ cắn. Đi đường dưới anh ơi. Phương dẫn đầu đứng lại, đứng, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Chưa nữa của anh chưa có pháo sáng nữa. Sao? Ủa em đưa phát sáng không mà? Chưa, nó chưa chín người anh. Nó bẻ. Rồi rồi. Phương. Nè, ủa, em ném quá trời rồi mà nó không vô nữa. Ok đó. Đi. Ủa, bị ngắt đâm đồ. Đâm vô luôn. Trời ơi, gắt hết trơn luôn rồi. Ở đây lưu hoài, còn hoài trời. Áo nè anh, áo nè, áo nè. Có luôn em ơi. Tôi chuẩn bị đầy đủ nha. Đi. Đi, anh vô trước đi. Bây giờ nó gách lạnh món món luôn. Được không? Con rồng mắt dài. Ôi, giết con rít. Nó gắp em, nó gắp em, nó gắp em kìa. Anh Phương, nó gắp em, nó gắp em. Quá trời loạn loạn sao bằng rồi. Hai bên chạy lại đúng cầu độ nãy thử. Thôi cứ chạy đi bỏ bà tụi nó đi. Mục tiêu mình là con Gabberkin, Gabberwin. Đây bên đây, bên em anh Phương, hai con luôn. Đó. Hai con luôn, bên em. Anh đang dụ, anh đang dụ. Dụ nó về đi anh. Đây, đây, đang dụ. Chạy từ từ nha, đừng có chạy nhanh quá nha anh Phương. Đi rồi. Mất công bị kéo, kéo cái anh này là coi như mất hai con đó đó.
Đây mày cắt ăn phương. Anh thề luôn là chả thấy con khỉ gì. Thôi tao em dụ về cái, em dụ về cái. À, anh chỉnh gót anh Phương ơi. Gót gót cho bị sao không? Gót cho bị không thấy không? Không, nó cũng nghe nhờ khỏi gót. Rồi ok. Ê, trời em bị chống, em bị chống mặt ơi, xuống đây em chút anh. Ở đâu em đang trời, nào? Cái con kia. Cái con trồn nó đánh em chống mặt rồi. Thế nào anh thấy là hai con. Rồi rồi hai con, hai con. Chết nhiều anh. Hai hai hai. Đi đi đi. Chỗ anh hai con. Mày chắc okay. Một con theo à. Rồi ngủ tiếp. Đi nè đại ca. Vụ lên, vụ lên, vụ lên. Từ từ đéo đem chính lúc nha các. Giờ cũng còn cái GDS nữa. Con này cấp 44 ngon anh. 44 con khỉ, giờ mấy con này nó vu nó cắn anh nè. Nó cắn em chết rồi. Em chết rồi. Whisper Win. Nó đang chạy theo anh. Đi ra chỗ khác tao coi mấy ông nội. Đồng quá, đồng quá. Whisper Win. Nó thấy anh nè, nó thấy anh nè. Ờ, nó xây cái mũ ở đây luôn ha. Chạy, chạy bên ơi, chạy bên ơi. Nhớ đường về không, nhớ đường về không. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Né, 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 mời, chạy đi, chạy đi. Đi, 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 đi. Anh đi trước đi, anh đi trước đi. Chạy từ từ, chạy từ từ anh. Bên ơi, giết Sabino em, giết Sabino được không? Anh hết vũ khí rồi. Rồi, đang đi, nó đang đuổi, đang đuổi, đang đuổi. Nó đang đuổi anh, nó đang cắn anh. Lại, 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 chạy, 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 chạy. Chạy, chạy, chạy. Sao nãy mình xây mộ ở chỗ mình màu xanh luôn mình ngon mọi nơi. Tới cho em ơi. Nhớ nhớ quẹo trái nha, nhớ quẹo trái nha. Ok, ok, ok. Sắp, sắp, sắp rồi. Sao lắc rồi. Nó bị dính rồi, ơi, nó bị dính rồi. Thôi anh, đuổi, đuổi, nó đuổi, nó đuổi, nó đuổi. Rồi, đi ra, đi ra. Ủa, Bình ơi, mình xây mộ ở đây được không? Được, từ từ đi anh, đừng có hối. Chết rồi, dính rồi, anh rồi. Anh sắp xỉu rồi. Anh bị chóng mặt rồi, anh bị chóng mặt rồi. Rồi nè nè, chuẩn bị đóng cửa nè, chuẩn bị đóng cửa nè Bình ơi. Để anh vụ nó vô trước đi. Anh gương anh ly rồi. Nè nè, đánh nè, đánh nè. Quay lại. Nè vô, đang vô, đang vô, đang vô. Vụ nó đi, vụ nó đi. Cái nào nó vô kia em nha. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Nè nè nè, nó vô tới nè em ơi. Nó gượt em. Chạy lên, chạy lên. Để em vụ ra, để em vụ. Vụ đi, em đứng xa xa cho. Rồi rồi, để. Rồi rồi, chạy lên đi, chạy lên đi em. Anh Phương đánh con làm chó vậy. Rồi rồi. Đang vô rất chậm, đang vô rất chậm. Qua đây, qua đây vô góc luôn anh. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi đóng cửa lại. Rồi đóng cửa lại. Let's go baby. Trời nó quấn tao cái răng nữa rồi. Đóng cửa chưa? Đóng cửa chưa? Em đóng, đóng cửa chưa? Đóng cửa chưa? Trời. Ok ok. Ok ok. Giết cho em mấy con kia em thôi. Giết đi, giết cho em đi. Để mất đồ rồi. Trời ơi, tao mất luôn. Quá ghê. Hay là Bình em có cần xây mẻ không? Tối quá. Hỏi xem mộ. Anh coi bên nó bao nhiêu hả? Anh đâu có đồ đâu, có Phước. Sáng giờ. Anh Phước có nó nhiêu rồi? Máu khô. Có cái kết lúc này nè. Anh có cái ấy con được không? Đi anh đưa đi coi nha, đi coi nha. 21 ngàn, bán đi em. Không phải là máu mà là gì coi cái gì của nó. Coi cái huyết thanh nè. Huyết thanh nè, huyết thanh là méo gì. Coi bằng kinh lúp, coi bằng kinh lúp. Kinh lúp nó bây ra hả? À, mới có 21 ngàn anh. 21 ngàn đúng rồi mà. Sao tao có máu nó mà. Bắn đi em. Cái đó bắn nó thốn kìa vậy. Lâu không, lâu không? Nhiều máu nữa anh. Pha pha từ từ anh. Em lì bảo vệ mấy con chó này nó thêm lại cắn nha. Em không có đồ, em không có đồ. Anh đưa đồ em. Nè 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 nè. Pha pha từ từ Bình ơi, nó chết rồi Bình. Rồi anh xỉu luôn rồi vãi tèo. Từ từ Bình ơi nó chết đó. Nhiều nữa rồi. Pha từ từ nó chết đó. Nên anh không có đồ để em lấy trước món đồ của anh á. Em lấy trước anh cái xiên nha. Ok. Cho anh ăn gì cho sống lại. Không, anh không có cái gì hết ấy. Lôi cái xác anh ra chỗ khác đi. Để mà chết bây giờ lôi xác anh ra chỗ khác lẻ. Lẻ nó gịch dễ hết trơn bây giờ, đúng rồi, lẻ á. Không đủ cung anh ơi. Được chưa anh, được chưa Rồi, ok. Anh gần tỉnh chưa?
Không đủ cung anh ơi, không đủ cung rồi. Không đủ cung chế đây được không? Chế thì mới thi anh. Nhưng mà đâu đủ nguyên liệu. Bắn súng thường thôi được không? Bắn súng thường thôi được. Được, được. Bắn súng thường đi em. Em đâu có súng thường đâu. Bắn súng thường đi. Bắn súng thường làm không? Nhanh không? Cũng nhanh mà. Nó đang lên máu kìa anh ơi, nó đang lên máu kìa. Lẹ đi. 9 ngàn. Ồ, súng thường có 8 mà anh ơi. Em coi nó có giảm không? Chết cung được không anh? Chết cung đi chứ bây giờ không mất á. Bây giờ về là mất nữa. Em đọc cái mã số đi em ạ. Đọc cái mã số đi. Ok, để chứ. Mình nghĩ là các bạn chắc cũng không trách cứ gì đâu. Trách thì bắt nút luôn. Giờ nhất định là phải bắt được con này. Sao không sao đâu. Đi chợ mua một mớ đi. Con này nó trâu quá à. Cái cung có tên gì? Cung đó cung metal hay gì? Lẹ đi, máu nó tăng tăng lên em ơi. Đi boss anh. Cái gì? Chắc là chiếc boss. Từ từ em thấy cái mã tên gì anh. Đây. Lấy vô mấy hả? Lấy cho anh. Lấy cho anh. Sáng rồi, bắt đầu sáng rồi. Rồi đó anh, gửi rồi đó. Quá đẹp. Không, em đọc cái mã mới được, anh OTAP ra đâu được, đang quay mà. Mã của nó à? Cái ID của nó. Sao em thấy mã ta? Cái đó tên gì? Gì? Speedbullet cái gì đó. Ồ, cái súng này là bắn không thấm luôn đó mà. Ồ, đang bắn lần có 13, phải thật. Con này là chưa chụp phải không? Con boss nó mới chụp phải không? Boss bạch tuộc anh. Cái mẹ nó của anh Elvis không được. Con. Cái ID của nó em. Không cái ID là nó có một cái diện chuỗi như bữa anh đưa. Một diện mẹ số chuỗi á. Hay là anh Elvis được không? Anh Elvis em ghi sẵn cho anh luôn nha. Không, dễ mà anh bấm ship tab nha. Rồi, ok, anh ra đây rồi. Để em ghi hết sẵn cho anh luôn. Chỉnh 200 đi là được. 200 không biết đủ nữa. Rồi nè. Một bỏ vô máy. Được chưa, được chưa? Đó, ok. Có chưa? Rồi, ok, rồi. Coi máu nó nhiều nha. Ok, để coi cho. 12. Bắt nhẹ tay thôi. Nhẹ tay thêm 8 ngàn, nhẹ tay thôi. 6 ngàn, nhẹ thôi. Tôi chết đấy em ơi. Rồi bắt đầu 3 ngàn hơn. Đừng bắn nữa bên. Đừng bắn nữa. Nó bóp rồi, được rồi. Nó kì vô, từ chạy vô, nó kì thôi. Bắn thêm súng nữa. Ủa sao tự nhiên nó mạnh như vậy? Chết luôn rồi. Ủa sao anh bắn nó có gì mà nó chết luôn rồi? Ủa sao nãy còn nó... Còn có 1 ngàn anh. Nãy có 8 mà sao giờ nó lên mạnh vậy? Sao nãy có 8 mà bắn một phát một nó lên 100 mấy chục ngàn. Thôi không sao. Trời ơi. Này nó tiêm rồi nè, nó tiêm cho anh rồi nè. Nó tiêm chưa? Nó phải đâu, không phải, nó tiêm đẹp lắm. Anh đứng gần nó bị độc. Nó tiêm, nó lấy cái kia nó tiêm. Thôi lấy xác nè. Thôi giết nó đi em ơi. Không sao. Em kêu bắn súng, anh mới bắn súng mà sao tự nhiên bắn súng nó lên tới 161. Không, tại em tưởng còn 3 ngàn thì bắn rỉa rỉa thôi. Chắc nó mạnh thôi. Bắn cái cạnh cái thôi. Thì bắn con khác em ơi. Lấy sữa anh ơi. Nãy em thấy con nữa mà. Còn con nữa, rồi. còn dưới này em ơi. Ẩu quá, nãy 1 ngàn là được rồi. Nó cái trên người nó bóc mấy cái xả mấy cái khí độc ra là đúng rồi đó. Rồi anh chết luôn vậy. Sao vậy? Sao chết vậy? Còn chút díu mau. Díu mau. Mà anh đã chiến đấu với nó hết sức rồi. Thôi, về làm lại đi. Đúng rồi, làm cái bi mộ nữa đi. Vậy đi. Làm cái bi mộ ngay đó luôn đi. Bây giờ làm ngay đó luôn đi, khỏi về. Xây mấy cái bed nữa. Tại nãy em không có đồ, không biết cái lớp không coi được gì hết. Trên người có cái xiên không à.
Anh trời ơi, người ta sao? Người ta có 50 cái là đã tem được nó rồi, mình tới hơn 100 cái luôn. 100 cái cung hơn. Đúng rồi. Nó mạnh mà. Người ta tem con level 16 có 50 cái chứ nhiều. Mình con đó level 4 mấy. Dạ thôi, vậy cho nó vui, vậy cho nó phê. Không, mà nói chung là anh em mình đã cố gắng hết sức rồi. Mấy anh dụ đi. Ok. Anh Phương, mình cũng phải đi chung nữa, không thôi bị kéo nữa mệt quá. Mệt mỏi. Cứ bị kéo hoài. Xây đi, làm gì làm đi. Đợt này phải thành công nha, đừng có bắn nha, để em bắn được rồi. Không, tại nếu mà nãy tầm 3.000 bắn yếu yếu rồi. 1.000 là được rồi, 1.000 được anh ơi. Đây nè, mỗi lần em bắn lúc đầu mỗi một viên đạn có tung chúng có 8 giọt à. Tự nhiên bắn một cái cành nữa. Không, hình như giáp nó đúng rồi, như là nó kẹo máu, giáp nó xuống sao. Nó cạn máu, nó hết. Nó xì cái khí độc, cái nó hết cái là nó hết cái sức đề kháng. Để em cho. Nhưng mà hết ga rồi. Gas hả? Hết mấy cái khí ga rồi. Sao để em coi xem. Để em đi gom nha. Em gom hết rồi, đâu chưa hồi kịp mà. Không, chắc giờ cũng đủ bột bộ đồ à. Thôi vậy thì làm bộ thôi em ơi. Tại vì xuống dưới nhiều bộ cũng vậy rồi. Cũng vậy à. Em nghĩ là để cho em chịu đau mắt một chút đi. Để em xây bed. Xây cái nấm mộ mới quan trọng mình. Thì rồi. Rồi xong chưa? Rồi xong đi tiếp thôi. Nói chung cũng hết ra, hết ghét gì. Đúng rồi, hết gà rồi này, bỏ luôn rồi. Từ từ. Em xây cái bed nữa. Chiếc này mà không thành công là nay mình đi Bình Dương bán nước tương luôn. Nói gì gớm gì. Nhưng trời ơi, em chạy như điên luôn. Quả này quả nãy là cố gắng hết sức rồi. Chắc các bạn xem cũng biết mà anh. Đúng rồi. Nhìn là thấy là chịu không nổi luôn hả? Nó quá chịu mạnh đi. Ông nào có ý kiến gì đó thì cứ việc ý kiến. Hết sức rồi. Nó quá chịu giờ mạnh. Là cũng là khuya nữa giờ chịu hết nổi luôn. Nó khó nữa. Ông nếu này sáng chơi là đảo luôn anh Phương. Là sao? Menu. Sáng gì? Này chơi buổi sáng la ôm sùm tối khuya. Tối khuya la nó còn không có phê. Ok lại ok. Mà chiếc cái con Riverkin nó lên 30 mấy cấp luôn á nhỉ. Nè con nó boss mà. Nè bi mộ nè. Người bi mộ đâu? Ra. Ủa mình xây ở đâu nó cũng xin cái nó cũng lưu được hết à. Được. Đúng rồi. Chỉ cần on thôi đúng không? Mà ý là có nhờ hơn có tele bọt rồi nó không thôi là sắp mặt luôn á trời. Chơi cái tháng luôn chứ đâu anh. Trời đi. Chơi tới đi bò luôn. Đây có con cóc nè. Nè em xây cái chuồng đằng sau nè anh. Đi em ơi. Từ từ, em mang bộ đồ cái mất công. Trời tưởng cái đồ quên quay chưa. Quên quay ha em. Chưa, quay rồi. Ok rồi, vô. Rồi, thôi để em làm khiên cho. Vậy đi. Đi em ơi. Trời ơi. Các bạn là biết được mình rất là cố gắng luôn. Ba anh em mình cố gắng hết sức. Cái gì vậy anh Lý? Hơi lỡ rồi. Mất sao rồi. Em bỏ kia ngay cái chỗ cái là bọn thôi bỏ. Sao anh? Được chưa? Rồi thì đi tiếp. Vô cứ quái clear là nó ra lại. Quái clear lại ra lại à. Giờ em chơi như là cái Battleground luôn rồi. Clear hết luôn bên ơi. Đi. Clear mệt, luôn. Mệt ở dưới không? Phan đợi anh xíu. Chịu khó các bạn đau mắt chút rồi chứ hết đồ rồi lột ở chằng ở chuồng chơi luôn. Còn một con anh biết anh Lì biết chỗ nào thì kêu đi. Như này phải không? Quẹo phải. Đúng rồi. Không được ơi, phải mặc bộ đồ vô liền mới được. Sao vậy? Mày mặc vô chứ chói cái mắt khó chịu mà. Còn không cho em bộ đi. Không có một bộ à. Để cũng chói mắt đi. Thôi chịu khó chói mắt chút xíu vụ nó lên được mà. Tí nó hết à. Chỗ đây chỗ cái 7 nó an toàn mà. Đây. Chạy luôn đi, đừng có lính clear nó ra hoài luôn á. Đi thẳng xuống nha. Con gọng kìa. Sao nó cứ bị kéo hoài ta? Xuống cua phải nha. Con gọng.
theo bà nó đi anh. Chạy xuống cua phải nha anh, chạy xuống cua phải nha. Ok ok. Em chạy sắp mặt lờ luôn. Để em lạng như là lái xe tỏ lái luôn anh ơi. Tỏ lái luôn, nó kia nó đứng nha anh, em thấy rồi. Thấy rồi, em thấy rồi, em thấy rồi. Còn con này gấp 12, con này đây, đây. Chạy ra, Rồi chạy ra đi. Chạy ra đi anh lia cho. Đây. Có hai con nữa, còn hai con. Ờ con gì nó cắn cá quốc chết rồi kìa. Rồi mù mắt rồi, mù mắt rồi. Rồi anh chạy đi, anh chạy từ đây với em nè. Chạy đi em, chạy đi anh lia cái đường đi cho, anh lia cái đường đi cho. Rồi. Hai con luôn hả? Em không biết nữa. Một hai con, hai con anh thấy thì sao là hai con nữa. Dạ, dụ hai con luôn được không Bình? Được. Ok. Ây da. Chạy Phương trước đây để em về sau nha. Rồi chạy đi em ơi, chạy đi. Ok, giọt luôn. Ây da. Rồi gắt buộc cái táo. Đi em ơi. Về luôn. Sao rồi Bình? Bị vị trí rồi. Lên. Rồi giọt giọt. Quẹo trái. Rồi anh ơi. Trời hai con luôn hả? Ơ xỉu rồi. Chạy anh Phương ơi, em xỉu anh. Đang tỉnh. Thôi tôi với em cao lắm. Xỉu là em tỉnh liền rồi. Chắc là có 8 rồi mà nó. Bình đâu anh? Ở trên hả? Nó bị tôi này dí nè. Vậy đây. Nó thấy anh à, nó gửi theo anh à. Đây hai con luôn quái. Được không Bình? Hình như anh chạy lộn đường rồi. Anh em. Ok, thấy rồi. Thấy chưa? Trời ơi, nó muốn em dính dắt luôn trời. Nên là nó muốn dính dắt. Dính dắt ganh rồi. Rồi xỉu luôn quái. Qua đây mấy nhóc, qua đây mấy em. Ơi, cứu mạng anh với. Đây, em. Rồi, để em không bằng. Bi mộ anh ơi. Ủa sao nãy không xây bi mộ? Quên xây bi mộ nữa. Ơi lôi anh ra cái đống rồi quá trời ơi. Rồi sắp mặt anh rồi. Không được. Gót đi anh ơi, gót đi anh. Anh đừng để chết được rồi. Anh đi, xây bi mộ đi. Trên này nè. Trên này. Điện sao? Anh căng máy bỏ lên hả? Thôi cơ được rồi. Rồi ok. Đây Phương. Cô đâu? Sắp mặt dưới này. Trời ơi, em bắn mấy tụi nó mà sao? Trời ơi, nó bu kìa. Rồi đi anh, vô. Bình ơi, xây nhà này lên Bình. Xây nè, Bình ơi, anh còn gót đại pháp Bình ơi. Dạ, anh vũ nó đi. Rồi. Vũ nó đi. Rồi, đang vô. Con này cũng được, vô đây. Rồi, em xỉu trong bầy luôn, em xỉu trong cái bẫy luôn ơi. Dạ. À đúng rồi. Em nắm đầu em đi. Nấm. Chết em luôn rồi. Không sao. Lắc quá trời lắc anh chọn không được. Em phá lại chưa? Ôi. Phá lại cho Bình. Chết luôn. Phá em gì? Rồi. Rồi phá này để à. Anh. Để em phá lại nha. Khó gì vậy? Đâu được. Mình nó thoát được. Mình giữ đồ. Nắm mồ đâu. Con đó nó xịt rồi phải không? Con đó nó xịt rồi kìa. Không anh. Nó giỏ hết máu. Nó không phải xịt vì nó tìm cái đuôi nó gắp mình lại luôn. Ủa bên này nắm mồ ở đâu anh quên rồi. Sao anh kìa? Anh sợ nó bắn bể cái quá à. Đủ một con anh ơi, hai con khỏi rồi. Ôi là có gót đó trời, không thôi nãy giờ chắc anh chết chục kiếp rồi. Lại vũ nó đi anh Lê ơi. Rồi, ok, anh hiểu rồi, được rồi. Thì lấy vũ con này đi. Lấy vũ này đi. Ở đây nè. Cái em khó lại chưa? Em má ơi. Em bắt không chưa lại chưa mình. Rồi. Rồi ok, anh vũ này đi rồi. Rồi đây nhóc. Rồi. Coi máu nha anh Phương. Ok, để anh vô. Vô à anh Phương.
khoan để anh gồng cái đầu mày với gồng. Khoan từ từ để anh chút. Ôi con này nó chạy nhanh quá, em chạy không nổi. Bắn đi em ơi. 25.000, bắn đi. Trời ơi cắn hoài gì ông ngoại. Ủa nó quay lại rồi. Ê, à, còn 2.000 em ơi, còn 2.000 à. Đứng đi, đứng đi. Anh cứ chạy vô lòng đi. Để em chạy vô lòng đi. Để em chạy vô lòng. Đâu? Tiền cho nó, tiền cho em đi không? Em đang đợi em. Còn một con ở ngoài rồi sao? Được không Lì? Chưa, nó chưa có kè cái kia đây anh ơi. Nó chưa kè kia đây. Hoặc là anh giết con này, giết con ngoài luôn nha. Nó phải kè cái đuôi ra mới được. Trời ơi. Kệ nó, con ngồi con. Dụ ngồi vô. Bịt đầu thì chứ. Con này còn nè, dụ nó vô đi. Ở trong này dính độc, ở trong này dính độc. Con này chắc được á. Con đó không được nữa là anh sẽ dùng đại bác cho tôi giết hết. Quên lắm rồi. Sai mình đây. Mọi người ra được cho em. Sai đi. Rồi, ok đó. Để em bắn bước mấy cái này đi. Anh sẽ đứng ở ngoài xa. Con này có 12 nha em, cẩn thận á. Nhiều anh. Từ từ bên đây, từ bên đây nó chết nữa đó. 17 bắn đi. Đẩy em về xe luôn. Từ từ nha mình. Nó yếu rồi, nó muốn làm gì làm anh. Ok. Con này là con cuối rồi không? Từ từ các bạn. 7.000. Giết nhiều em con rít anh. Thế nào. Rồi, chết rồi. Còn giờ nó yếu ấy, rồi nó muốn làm gì vậy? Để anh đứng sẵn ở đây nha, Từ từ em ơi, từ từ em ơi, không có coi được, nó lắc quá trời lắc. Có rối anh ơi, đừng có hối. Ok, từ từ thôi. Để cho anh đây. Từ từ thôi nha. Nó có quan sát được cái gì vậy, con chuột mình với cái gì vậy? Do em làm mấy cái bản metal nó che lên hết trơn rồi, anh coi không được, nó chạy qua kia thôi. Coi dưới chân nó đó, được mà. Ở đây, đang coi. 3.000. Quýnh bằng cái gì cùi nhất có thể được không anh? Ra em bắn đi, anh bắn nữa là nó chết nữa, nó nãy giờ hai con là lỗi do anh không à? Thôi, đợi, chậm thôi anh, đợi chút xíu nữa. Coi cho nó khè không, sao em coi nó không ra gì hết ta? Đúng rồi, khó coi lắm á. Khó coi, em đâu thấy gì đâu. Từ từ. Giống dợp gì, chung quắc hay sao? Đừng bắn nữa. Để anh. Để em cho. Còn có một ngàn à. Để ra đánh thử. Nó chưa kè ra. Lấy vào win nè. Trần nhìn thấy máu yếu rồi. Đang lên. Mình sao nó không khè đuôi ra? Lúc em thấy nó khè cái đuôi, nó mở cái đuôi ra to lắm. Còn 2.000 máu, nó đang tăng lên. Hay là vẫn chưa đủ. Em muốn bắn nó không? Bắn hết nó đi. Bắn bằng cái khác được không? Bắn cái đó đâu á. Từ từ nha. Bắn đi, 900 mà bắn từ thôi. Bắn đi. Tại chừng này mà nó khè cái đuôi ra là nó bắt đầu tim hả? Nó chưa khè mà. Đấy. Được rồi.
Còn ngàn mấy ngàn. Đúng rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được chưa, được chưa. Rồi, được chưa, được chưa. Màu đỏ rồi đó. Đúng rồi, đỏ rồi, đỏ rồi, đỏ. Màu đỏ mình rồi đó. Sao nó chưa khè ra. Đỏ lắm rồi. Chưa chung kích nó. Hay là cái con mở cổng ra em Quỳnh. Không, đừng làm bẫy anh. Nghĩ rồi, anh hỏi thôi. 2k8 nó lên 2k8 nè em ơi, chắc nó thấp xuống chút nữa. Tìm lên khác nữa, tìm khác nữa. 3k1 rồi. Coi chừng dép nó nha, coi chừng dép nó nữa nha, coi chừng dép nha. Rồi, nó sắp chết rồi, em ơi. K7, K8, bắn thêm cái nữa đi, 2 phát nữa. Rồi. Hình như nó khè trên. Nó khè trên, em đang ngủ. Còn 400 máu à. Thôi đừng bắn nữa, đừng bắn nữa. Đó, nó đỏ đỏ gì đó. Bắt đầu nó đang chuẩn bị á. Nè, chích đi ba. Chết. Nó đâu có chích gì đâu em. Có mà nó chưa kè cái đuôi, nó không phải quay cái đuôi lại xong nó. Thấy nó đang đỡ người hết rồi mà, nó đang chuẩn bị mà nó. Để anh bỏ có thôi rồi. Rồi đó. Rồi, chích đi bộ. Rồi, ok, nó chích em rồi. Đó. Chích em rồi. Đây. À, thấy rồi. Wow. Ủa, chưa được, chết đúng lúc luôn. Sao vậy, nó chích rồi mà. Nó chích em rồi mà. Thấy gì được. Sao vậy, thấy về thôi. Ủa, sao ai đâu quýnh đâu. Về thôi. Về đi. Nó đụng lỗ rồi. Về, nó chết rồi, đi về thôi. Đi anh Phu, về. Về. Ủa nó chích này ta. Nó chích. Nhưng mà nó có dùng đuôi nó bóp lại không? Có, màu đỏ. Có, vậy được rồi. Về bên đây. Go, let go, đừng để chết em ơi. Về bên đây, bên. Nhưng mà em đâu có thấy cái thanh nào trên của em đâu. Không, hình như đâu có gì đâu. Nó chích lại được rồi mà. Có rồi, có. Không có, cái này không có. Nhưng mà nó chích rồi mà. Ờ, anh thấy chích. Nó chích. Rồi, ý. Kiểu như không biết sao á, không thấy. Anh thấy nó chích rồi, người em có ngày mà lên, rồi lên đó kiếm lại đi. Rồi đợi đi, đợi chút xíu thôi, không có gì luôn hả? Anh thấy tụi không bên dưới ngồi đâu, thấy gì đâu. Có, anh nhìn với phía tên tay phải có. Trời ạ, nó khó như đời tới gì. Rồi, em cứ đứng yên chỗ, đợi vòng 2 phút thử xem. Đúng rồi, em mang thai, em phải vô, để từ vô, từ vô, chứ. Vô trong nhà đi, vô nhà đi. Đâu có thời gian gì đâu mà đợi vậy anh. Thường chích xong nó có thời gian. Không có cái thời gian. Cái này đâu có thời gian cả. Hay là nó chích hồn. Ủa thấy gấp em nào lên gói em mà. Coi con gái á. Anh coi bên tay phải coi có thời gian không. Không. Ủa chưa gấp ai. Hai bình tĩnh đi, đợi chút xíu đi. Đừng chạy lung tung nữa Bình. Đừng nghĩ nữa Bình. Trời ơi, em nói rồi. Nó chết xong nó có cái thời gian bên tay phải của em nè. Cái thời sinh sản của nó nha. Thức cãi. Thì đứng yên chỗ đi, có sao đâu. Thì em còn nhỏ, em đâu có đẻ được. Khổ thiệt. Mắc đẹp heo, chết chích là sao không được trời. Em biết. Em chả biết. Hay là con đó nó bị vô sinh. Cũng có thể. Trời ơi. Quy mô tập này có nên up lên không gì trời. Up luôn anh ơi, hay quá mà. Hay quá mà. Ờ, đem đi thêm mình quá trời luôn không. Cái chuyện gì xảy ra em. Đây là mình BPD. Em bảo không? Rồi, thường nó chích á, nó có cái thời gian ở bên tay phải. Rồi giờ sao, ở dưới còn con nào nữa không? Dạ, chắc kiếm còn, rồi. Nếu còn thì còn thôi anh. Nếu còn thì còn. Tại sao mình không có để em đi theo em bệnh hoài luôn á. Đâu có đâu. Không, ta chấp nhận. Không biết, để đi. Coi lại không của biết, người ta đi. Để đi, bây giờ để đi, không biết. Để đi. Để kêu gì em cũng bó tay thôi, chịu. Rồi sao? Mà chơi tiếp cái gì?
lại nữa đi. Không không, em nghĩ là cái tập đây boss cũng hay, tại vì đúng rồi. Nghĩ là nó xảy thai thôi, cái gì đó. Đúng rồi, nói như phải boss chứ. Dạ. Nó chơi cho mình trời, để em bé tụi mà. Tụi mình cực khổ quá mà. Trời. Hỏi gì đi đâu nữa à? Mình nín đĩa anh à, nín đĩa. Đây là nín đĩa. Để đi, nhanh lên, anh đang đợi. Để đi. Ở dưới chỗ. Chết luôn. Đá mình. Ủa, ê, sao em quên em? Anh bấm control để ngồi xuống mà sao nó chết luôn. Anh bấm control là đánh anh ơi. Anh chết luôn kìa. Chữ C mới chứ ngồi. Ủa, sao trong mình có huyết thanh vậy? Trong cái đồ của mình có cái gì vậy? Huyết thanh của con đó đó. Sao nó có ta? Ủa, thấy cực khổ quá. Lại đi. Lần cuối không được thôi, nghỉ luôn okay. Em. Xóa game. Làm thêm cung đi, cung không đủ. Cái tên hả? Đúng rồi. Rồi, quá nhiều. Vậy thôi chuẩn bị lại thêm một tập nữa đi em ơi. Chuẩn bị lại kỹ càng đi. Chuẩn bị một tập nữa anh ơi. Dù sao cũng biết chỗ có rồi. Tập này thì cũng chỉ chẳng qua sẽ sai thôi. Hồi nãy tại em không có lúc em chết em không thấy nó chích. Mà tập này up lên cho bạn để tiêu đề là sảy thai baby. Nhưng mà chán ghê xin lại chích mình ngay cái lúc mà em chết luôn trời. Em không có thấy được. Thấy cái đuôi nó xịt ra cái màu đỏ. Rồi xong rồi nó độn thổ. Tự nhiên độn thổ rồi chả biết luôn. Nhưng mà nó có gấp không? Nó xịt cái màu đỏ nó có gấp không? Có, nó gấp mình lên luôn. Anh không biết gấp mình hay gấp em nhưng mà có gấp một người lên luôn. Nó gấp mình hay gấp mình em chết rồi có em chết. Nó gấp em lên xong tự nhiên nó chưa làm mẹ gì nữa, nó chui xuống đất. Nó mắc cỡ sinh lý. Vậy là yếu sinh lý. Yếu sinh lý rồi nè. Yếu sinh lý. Vậy thì sao mình nghĩ đi. Mà mấy cái con ông bên kia nó có đồng thổ không? Ơ vậy trời. Hả? Mấy ông kia. Mấy ông kia. Vậy là nó tiêm xong rồi nó có đồng thổ không? Thường nó chết xong nó đụng thổ anh. Vậy là phải không ơi. Vậy là con này yếu sinh lý rồi. Em chạy theo kêu mình nó để nó chọt em xỉu luôn anh ơi. Thôi tạm dừng video này đi, quên chúng ta chuẩn bị thêm tập nữa đi rồi. Để em dừng lại em coi. Để dừng lại ra coi hướng dẫn nó đi. Thôi được rồi, bye bye. Coi nó là chích ai nè. Coi lại đi. Kỳ ta, nó chích là thành công chứ trời. Cái này đúng là khó rồi, khó vậy. Mà cũng hết sức rồi, mình dụng 3 con luôn chứ anh. Tính ra là 3 con luôn á. Mà trong đó 3 con, 4 con. Bốn con mấy rồi. Bốn con mà trong đó ba con anh giết hết rồi, còn con cuối. Con cuối thì nó chắc nó thành công chứ. Đúng rồi, để mình ơi. Lẹ đi. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn ơi. Dù sao cũng đã cố gắng rồi, mình up lên luôn cho các bạn xem á. Ông nào ức chế thì gán cố gắng ức chế đi, sau này thành công thì nó sẽ hay hơn. Nó quý chứ, đúng rồi nó quý. Giờ đang cực khổ mà mình thấy cũng phê. Cái DLC này nó mới, nó đủ thứ hết trơn á. Ôi trời. Đã đi em. Mình không đã đi em, đã đi. Em đang nghĩ là anh chọn chóng mặt. Sao? Cái gì? Có người quýnh nó không có chết. Đâu ai quýnh đâu. Có ai quýnh đâu, đâu quýnh nó đâu. Thấy nó xịt máu kìa. Anh chết mà, lúc đó anh chết mà. Mấy con gôn lép hay gì để quýnh nó đó. Dạ. À hay là nó đang tìm kiểu như ai quýnh nó đang chưa tìm xong chết luôn. Nó mắc hứng á. Nó máu yếu. Kiểu thôi đi. Kiểu nó mắc hứng. Vậy lại được á, vậy chắc kia vậy lại được á. Cái lúc mà nó chuẩn bị tìm nó quất em văng té xuống núi rớt luôn, không thấy gì luôn. Em không thấy được cái cảnh tìm luôn trời. Lại nè, em chế mấy cái tên nữa ok. Rồi đi luôn đi. Anh kéo em mới bị lát anh ơi. Đi chế bộ đồ độc đi. Đồ độc đi. Đi nữa hả? Để dừng. Chuẩn bị đầy đủ đi rồi ha, đi anh tạm dừng video này. Khổ thiệt. Để gì xuống dưới chết nữa. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn á. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Để chuẩn bị đầy đủ đồ đi rồi chúng ta chơi tiếp. Kiểu mà chạy chụp giật gì xuống dưới thất bại nữa. Hồi nãy nó chích em rồi. Thì nó chính em gọi, anh thấy chính em gọi có ngày mà một lát nữa coi video lên là thấy à. Em coi rồi. Mà chắc anh nghĩ là nó mất hứng, yên tâm đi, nó mất hứng. Nên nó chuông tắt nó trốn luôn.
mất hứng quá đi. Đúng rồi đó. Mà mất hứng hay yếu sinh lý rồi anh, chưa gì hết là nó chết rồi. Rồi chuẩn bị thêm một tập nữa đi, rồi tập sau rồi chúng ta tiếp tục. Để quay nữa không anh? Anh dừng video này, không anh nói là chuẩn bị sẵn công cụ hết rồi đó, rồi mình đi rồi mình quay luôn. Anh dừng chưa? Dừng nào.